Mọi người, hôm nay mình sẽ làm món trứng chiên. Trứng chiên của mình gồm có là hành lá, nước mắm, đường, bột ngọt và hạt nêm. Đây là tỏi để mình bằm một chút nữa mình sẽ phi lên để cho làm cái trứng, phi cái chảo lên cho nó thơm nha. Và hành tây nữa, và trứng. Hôm nay cái món trứng chiên của mình, đây là món mà mình từ nhỏ mình đã ăn rồi. Mình sẽ cắt hành tây ra. Đây mình sẽ đập đập trứng, đập hai quả trứng và mình sẽ phấy đều lên. Giờ mình sẽ đi chuẩn bị cái chảo để mình chiên trứng. Để mình đi chuẩn bị cái chảo nha. Cái chảo của mình đây. Rồi để con nói tiếp nha. Các bạn, mình mời các bạn hãy vặn lửa hơi nhỏ hơn một chút. Sau đó mình sẽ đổ dầu vô và đợi cho nó thiệt lâu. Rồi đầu tiên mình sẽ bỏ tỏi vô trước. Cái thớt qua sao mẹ đây. Lấy cái đũa qua đây. Được rồi. Bây giờ chúng ta đang tiến hành phi đồ ăn. Bỏ tỏi và hành tây vô. Bỏ hành tây, bỏ hành lá và bỏ tỏi vô. Rồi sau đó chúng ta sẽ phi nó lên cho nó thật dính. Và sau đó chúng ta sẽ bỏ cái này vô là thấy đổ thấy đổ thấy đều lên. Yeah, đổ trứng vô. Và rồi tiếp theo khi thấy nó chín rồi chúng ta sẽ đổ trứng vô. Mời các bạn chuẩn bị sẽ thưởng thức được một món trứng thật là thơm ngon và vui vẻ nha các bạn. Chúc các bạn một ngày vui. Em lên.